là một điều dưỡng, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm về y đức nghề nghiệp, gương mẫu về mọi mặt cũng như trong công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, tôi còn không ngừng học tập, nâng cao kiến thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là những tâm sự của nữ điều dưỡng Trần Kim Huy, khoa cấp cứu, hồi sức chống độc, Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương khi nói về ngành nghề mà mình đã chọn. Mặc dù trong gia đình không ai theo ngành y, nhưng khi còn nhỏ, nhận thấy hình ảnh những điều dưỡng áo trắng tích cực làm việc bất kể ngày đêm tận tình chăm sóc người bệnh, trong đó có người thân của mình. Nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị Trần Kim Huy đã đăng ký theo học chuyên ngành điều dưỡng, trường Trung cấp Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần 3 năm học tập, ra trường với tấm bằng điều dưỡng trung cấp. Trần Kim Huy xin vào làm việc tại bệnh viện Đa khoa Kiên Lương, nay là Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương. Những ngày đầu mới nhận công tác, mặc dù điều kiện làm việc gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng với ý chí, nghị lực và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng với sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, chị đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác. Ngoài kiến thức đã học ở trường, sau khi về bệnh viện công tác, thì uh, em luôn tích cực học hỏi các anh chị đi trước, học tập về chuyên môn nghiệp vụ để giúp em nâng cao tay nghề chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Hiện đang làm việc tại khoa hồi sức cấp cứu, trung tâm y tế huyện Kiên Lương với vai trò là một điều dưỡng chị Huy luôn hòa đồng và tích cực học hỏi từ đồng nghiệp, những y bác sĩ đi trước để bổ sung thêm kiến thức, khả năng làm việc của mình, đặc biệt là thái độ ứng xử hết sức cần thiết trong mỗi tình huống, không gây phiền hà cho người bệnh, ân cần nhẹ nhàng với bệnh nhân trong công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh, góp phần chẩn đoán nhanh, chính xác cho bệnh nhân. Chăm sóc người bệnh giống như chăm sóc người nhà, thấy họ đau mình cũng thấy đau, nên mình phải chứng an rồi xử lý thuốc quan trọng của em là thấy người bệnh vô phải xử lý phải làm cách nào để cho bớt đau và cho họ an tâm khi vô bệnh viện ngoài ra trong công tác điều dưỡng trần kim huy cùng với đồng nghiệp tại khoa luôn phải sử dụng kiến thức kỹ năng để xử trí tốt các trang thiết bị máy móc trong chăm sóc cho bệnh nhân nhắc nhở người bệnh uống thuốc đúng giờ để giúp bệnh nhân giảm đau đớn về thể chất cũng như tinh thần không kể ngày hay đêm với cách làm việc tận tụy tận lực chăm sóc cho người bệnh như chính người thân của mình nghĩ về số phận của người bệnh chứ không vì một lý do nào khác với mong muốn lớn nhất là giúp bệnh nhân của mình vượt qua được nỗi đau của bệnh tật để họ yên tâm điều trị mang lại sức khỏe niềm vui cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với sự cố gắng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện của điều dưỡng Trần Kim Huy đã đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Kiên Lương, được đồng nghiệp và ban giám đốc trung tâm y tế huyện Kiên Lương đánh giá cao về trình độ cũng như trong chuyên môn nghiệp vụ được phân công.